Thưa quý vị và các bạn, trong di sản đồ sộ để lại cho Đảng, cho đất nước, cho nhân dân và bạn bè quốc tế của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đều được thể hiện rất đậm nét, phản ánh tầm nhìn đi trước và chiều sâu trí tuệ của một nhà lãnh đạo kiệt xuất, hết lòng vì đất nước, vì nhân dân. Trải qua 13 năm là lãnh đạo cao nhất của đất nước, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thay mặt Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương trực tiếp ký 3 nghị quyết hết sức quan trọng về phát triển kinh tế. Đó là nghị quyết 10 về phát triển kinh tế tư nhân, nghị quyết 41 về xây dựng đội ngũ doanh nhân Việt Nam trong thời kỳ mới, nghị quyết 50 về chọn lọc đầu tư nước ngoài. Đây được coi là kim chỉ nam về phát triển kinh tế đất nước. Nghị quyết về xây dựng đội ngũ doanh nhân Việt Nam trong thời kỳ mới trở thành động lực tăng trưởng quan trọng của nền kinh tế Việt Nam, đã thôi thúc và tạo một cái động lực rất lớn đối với đội ngũ doanh nghiệp, doanh nhân và kinh tế tư nhân Việt Nam không ngừng phấn đấu và phát triển, đã có những cái đóng góp không nhỏ vào sự phát triển chung của đất nước chúng ta. Được thừa hưởng những thành quả từ nghị quyết triển khai đi vào cuộc sống, dù chưa có may mắn được gặp Tổng Bí thư, nhưng trong lòng mỗi công nhân lao động và chủ doanh nghiệp vùng đất nhãn Hưng Yên đều dành tình cảm đau thương, nuối tiếc và kính trọng nhất khi nói về sự ra đi của người lãnh đạo đất nước rất đỗi giản dị và tài năng. Bản thân em là một người công dân rất là xúc động. Bác là một người lãnh đạo rất là cần kiệm liêm chính. Đồng chí là một tấm gương sáng về đạo đức cách mạng, luôn đề cao cái tinh thần đoàn kết. Cán bộ công nhân viên trên toàn công ty lấy đó làm tấm gương sáng để noi theo. Trong những lần về thăm và làm việc tại tỉnh Hưng Yên, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã hoan nghênh, chúc mừng, biểu dương và cảm ơn sự cố gắng, nỗ lực phấn đấu và những kết quả, thành tựu to lớn mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Hưng Yên đã đạt được, nhất là trong lĩnh vực kinh tế, phát triển doanh nghiệp, thu hút đầu tư. Tổng Bí thư căn dặn: phát huy hơn nữa các tiềm năng lợi thế của tỉnh, đẩy mạnh cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng suất, chất lượng, năng lực cạnh tranh của nền kinh tế và các doanh nghiệp để huy động, phân bổ và sử dụng có hiệu quả mọi nguồn lực cho đầu tư phát triển, tập trung ưu tiên đầu tư phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội, nhất là hệ thống giao thông đồng bộ, hiện đại và mang tính kết nối cao với các tỉnh trong khu vực và cả nước, phải phát triển có trọng tâm trọng điểm, cân đối hài hòa giữa các địa phương và giữa các khu vực đô thị, nông thôn, phát triển công nghiệp gắn với phát triển thương mại, dịch vụ và đô thị, xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu, theo hướng văn minh, hiện đại, bảo đảm tiến bộ và công bằng xã hội, gắn với bảo vệ môi trường, sinh thái và cảnh quan nông thôn với những nét đặc trưng của một vùng đồng bằng Bắc Bộ. Hưng Yên từ tỉnh khó vươn lên thành tỉnh khá của cả nước với tốc độ tăng trưởng kinh tế ấn tượng với trên 17.000 doanh nghiệp. Thu ngân sách 6 tháng đầu năm đạt trên 21.000 tỷ đồng. Có được những thành quả này càng khẳng định vai trò to lớn cũng như tính đúng đắn của nghị quyết về phát triển kinh tế mang dấu ấn của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.